Công ty điện máy Bình Dân, chuyên bán các dòng điện máy với giá cả bình dân. Liên hệ 0364 916 6666. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là chiếc máy nghiền khô đa năng do bên em đang sản xuất và phân phối trên thị trường hiện nay. Thì đây anh em có thể nhìn thấy, đây là trọn bộ một chiếc máy nghiền khô. Đấy, bên em có sản xuất ra cái khung, có chế tác với cái khung này để cho nó chắc chắn đảm bảo, chứ tránh nhập hàng Trung Quốc. Khung này rất là mỏng manh và dễ vỡ, dễ gãy, cảm giác nó rất là yếu khi chúng ta chạy một thời gian dài, máy rung nó sẽ không được đảm bảo. Đây là trọn bộ một quý vị và các bạn mua, em xin báo giá luôn cái bộ máy này. Hiện tại bây giờ đang là tháng 4 năm 2021, trọn bộ máy này đang bán là 4 triệu một chiếc bao cước vận chuyển, có tặng kèm thêm một cặp đá nghiền 180 sơ cua cho các bác về xài, tránh trường hợp vỡ hỏng mình có đồ thay luôn. Ngoài ra bên em cũng bán cả cái đầu này không anh em nhé, cái đầu này không, một chiếc đầu này không, đầu không nhá, không có cái gì cả, chúng ta chỉ lấy đầu là sẽ có cái phễu như này, thì là 1.300.000 đồng bao ship, cũng bao ship toàn quốc luôn. Anh em lấy thêm một cặp đá sẽ tính 150.000 một cặp, là tổng là 1.450.000 là một cái bộ đầu này kèm đá, kèm một cặp đá. Ở ngoài ra nhà chúng ta có motor, ngoài ra nhà chúng ta có motor từ 2 kg 2 cho đến 3 kg tua chậm, thì em cũng có bán cả bộ khung này kèm đầu, đủ dây croa và cái buli 12 dưới để cho các bác về chỉ việc lắp motor lên và cho các bác xài luôn. Thì nguyên cái đấy bên em đang bán là 2.300.000 bao ship, cũng có thêm một bộ đá cho anh em về dùng. Đây anh em có nhìn thấy motor này, bọn em đang xài là motor của Toàn Phát, dây đồng 100% 2 kg 2 3 HP, 1.400 vòng một phút. Anh em nhớ nhá, các bác mà nhà mình có motor rồi, các bác để ý giúp em cái vòng tua nhá, con này 1.400 vòng một phút thì các bác sẽ like buli 12 giống của em nếu chúng ta mua đầu nhá. Còn nếu mà 2.800 vòng một phút thì chúng ta sẽ like buli này là buli 8 nhá, buli 8 rãnh A, thì là cái rãnh trên đầu này đang là rãnh A nên các bác bắt buộc phải dùng buli A thì nó mới phù hợp. Chúng ta dùng buli B mà chúng ta căng dây A nó sẽ không được chuẩn, không được chắc chắn, khi chúng ta lai nặng phải nặng nó sẽ trượt đấy nhá. Anh em lưu ý dùng em nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết và sản phẩm, quý vị đừng quên liên hệ số điện thoại là ghi vào màn hình. Để tư vấn hỗ trợ xin cảm ơn.